Dạ, kính chào cô chú bác, anh chị em đang theo dõi kênh YouTube Thầy Vũ Thuốc Nam nha. Hôm nay mình đi họp cùng với Chủ tịch Hội Đồng Y phường và Chủ tịch Hội Đồng Y huyện xuống dưới tỉnh hội để họp ha. Thì mình sẽ chia sẻ cái công việc, rồi sẵn đây xuống dưới thì mình sẽ gặp cái Chủ tịch Hội Đồng Y tỉnh, cái người đã ban hành cái công văn nhắc nhở cái vấn đề về cái sử dụng củ rái. À, là được chia sẻ là thần dược là thuốc tiên ha. Thì cái công văn là để nhắc nhở anh em thầy thuốc là cái củ gái, cái bạc hà núi đó là không phải là thần dược thuốc tiên ha, không có phải là nó chữa bách bệnh, là chữa nhiều cái bệnh mà nan y, giống như những cái lời đồn thổi của các cái tay YouTuber với những người không có chuyên môn ha, hoặc là chuyên môn không có sâu, chưa nghiên cứu kỹ. Thì vừa qua đó là tuyên truyền phổ biến rộng rãi, tạo thành một cái hiện tượng xã hội và đang gây ra cái hậu quả xấu cho rất là nhiều trường hợp sử dụng cái bạc hà núi, cái củ rái này để chữa bệnh theo như họ chia sẻ, nhưng cuối cùng thì hết bớt là không có được bao nhiêu người, trong đó là gì, là rất là nhiều trường hợp không khỏi nặng hơn, nguy kịch có ha. Để quý vị hiểu rõ hơn nha, coi họ nói là thằng dược thuốc tiên chữa bách bệnh, ai uống cũng hết, ai dùng cũng khỏi và ai dùng cũng an toàn và hiệu quả hết, thì coi có đúng như vậy hay không ha. Thực tế thì mình sẽ chia sẻ, mình sẽ phân tích, đó khẳng định lại của bên Hội Đông Y nha. Là Hội Đông Y là cái bên mà người ta sử dụng thuốc đông dược thuốc nam để dùng để chữa bệnh cho những cái bà con ha, là được đảng và nhà nước giao phó cái trách nhiệm và chăm sóc sức khỏe của người dân ha. Mời quý vị theo chân mình nha. Kính thưa quý vị, đây là thầy Thảo, Chủ tịch Hội Đồng Y tỉnh An Giang. Cái người mà ra cái công văn 43 là nhắc nhở cảnh báo cái vấn đề mà cái bạc hà núi được lan truyền là thần dược thuốc tiên chỉ bá bệnh. Thầy đã ra cái công văn, nghe thầy là thạc sĩ bác sĩ, thầy ra công văn thầy nhắc nhở là được khỏi phòng thần dược thuốc tiên, nhưng mà người dùng là bị cái hậu quả là không mong muốn, có rất nhiều trường hợp. Thì được cái kênh YouTube ở Vĩnh Thanh đó, cái anh TH anh nói cái công văn của tỉnh hội mình đó là đồng ý cái bài chia sẻ của anh là bạc hà núi 250g tươi với 200g lá đu đủ là đúng, bà con yên tâm dùng. Thì bữa nay mình đi họp về cái hội nghị trực tuyến triển khai về cái thông tin ứng dụng kỹ thuật số, thì sẵn gặp thầy thì mình cũng muốn hỏi thầy là cái công văn đó là mình có đồng ý với cái mấy anh chia sẻ trên YouTube đó là đúng hay không thầy? Trước tiên thì mình cũng nói về cái củ rái và hà núi. Thì củ rái và hà núi thì không phải là cái dược liệu mới, đã được sử dụng cũng lâu rồi. Và báo chí thì trên các kênh không báo chí chính thống, như Vietnamnet này nọ, thì cũng có rất là nhiều bài là đăng về cái việc ngộ độc sử dụng bạc hà núi, nhầm lẫn trong việc sử dụng bạc hà núi với bạc hà thường mình nấu canh mình ăn đó, bên chua đó, thì có rất là nhiều trường hợp nhầm bị ngộ độc và đã cảnh báo. Và sau này thì ở An Giang chúng ta có cái việc mà rộ lên cái phong trào là sử dụng bạc hà núi hay là củ rái trong cái điều trị những bệnh nan y mà hiện đại bó tay, ví dụ như là ung thư, ví dụ như là sơ gan vân rất là nhiều. Thì tỉnh hội thì qua những đi thực tế thì cũng nắm được tình hình là nhiều đơn địa phương bà con sử dụng cái này, và có những trường hợp là tai biến ngoài cái sự cố ngoại muốn điều trị. Thì từ thực tế đó thì thường trực tỉnh hội có văn bản là đề nghị là các hội đồng y cấp huyện phải theo dõi các phòng chuẩn bị trên địa bàn chấn chỉnh việc này. Tại vì hiện nay thì củ rái hay bạc hà núi thì mới chỉ được sử dụng trong các trường hợp trị đau nhất thôi, và sử dụng trong trường hợp là bị côn trùng cắn đốt hoặc là dùng ngoài. Nhưng mà muốn sử dụng như vậy thì phải qua những cái khâu sơ chế để mà giảm thiểu đi cái tính gây độc của bạc hà núi. Còn việc mà chúng ta sử dụng tươi kèm theo những quý vị mà dược liệu khác thì cái chuyện đó thì hiện giờ là các nhà khoa học đã vẫn chưa có xác định, và người ta cũng chưa có ai khẳng định rằng
là việc sử dụng cái bạc hà núi theo cách như vậy thì sẽ chữa được ung thư hay là những cái bệnh mãn tính. Họ đã chữa bách bệnh luôn. Và ở đây thì cũng xin giới thiệu lại, nói lại là việc mà sử dụng bạc hà núi thì chỉ quay quanh những cái vấn đề nội dung điều trị như là đau nhức hoặc là côn trùng có đốt ngoài da thôi. Còn điều trị những trường bệnh khác thì hiện giờ chưa có số liệu nào chứng minh là có hiệu quả. Rồi với thêm cái nữa là họ chỉ là những người YouTuber, họ là những người tu sĩ thì họ có đủ điều kiện để lấy cái thuốc đó để mà đưa trị bệnh trực tiếp cho người dân hay không thầy? Nếu mà mình nói theo quy định pháp luật thì như vậy là vẫn chưa có đủ cơ sở. Tại vì nếu mà mình muốn cung cấp một cái dược liệu rồi để làm thuốc thì phải có kiến thức cũng như là am hiểu về cái dược liệu đó, chứ không thể nào chúng ta dựa vào kinh nghiệm của một hai người hay là lời nói truyền miệng mà chưa có bằng chứng xác đáng mà mình hướng dẫn cho người khác sử dụng, thì chuyện đó là trước tiên là mình vi phạm dược luật, và thứ hai nữa thì cái đạo đức của người thầy thuốc nó không cho phép mình làm như vậy. Như họ thì họ không phải là người thầy thuốc mà họ trực tiếp họ hướng dẫn người ta uống thuốc, cho thuốc có độc tố như vậy thì vậy đó. Pháp luật họ có phạm luật hay phạm pháp thì đó là đã phạm pháp luật rồi. Yeah. Và cái đối với mà một người mà có thiện tâm thì làm như vậy không phải là chứng tỏ được mình có thiện tâm. Yeah. Thì giúp người, nếu mà theo như em hiểu, giúp người mà đúng thì là giúp, còn giúp người không đúng thì là hại. Đúng rồi. Thì mình làm phước thì thiếu gì chuyện để làm phước. Thì vấn đề vừa qua đó thì họ nói là chỉ có mình thầy Vũ Thuốc Nam là lên tiếng, là chứ hội đồng y không có lên tiếng gì chứ. Thì em thấy thầy đã ra cái văn bản để hướng dẫn anh em thầy thuốc, là có nhắc tới anh em thầy thuốc là sử dụng phải đúng bệnh đúng cạn và sao chế đúng phép mới được xài, chứ không thầy, cái công văn của thầy là không có đồng ý với cái công thức của họ là đúng, mà họ xuyên tạc, họ nói là thầy đã đồng ý cho họ. Có thể là anh em chưa có đọc trực tiếp đọc cái công văn của tín hội. Họ cầm trong công văn trong tay luôn. Thì cái công văn đó thì chỉ nhắc đến là cái phạm vi mà sử dụng cái củ rái theo như cái chỉ định mà đã cho phép, và cũng đã khẳng định lại cái việc mà sử dụng củ rái để điều trị những cái bệnh mà nan y, bệnh ung thư vân vân thì chưa có cái xác nhận của các cơ quan chức năng. Và cái thứ ba nữa là muốn sử dụng thì phải sơ chế biến đúng phép. Dạ. Chứ không phải dùng tươi là được. Dạ. Dạ thì cũng xin cảm ơn cái cuộc trao đổi cho ý kiến của thầy, và xin kính chúc thầy sức khỏe. Cũng cảm ơn anh Vũ là trong thời gian vừa rồi đã dũng cảm là trong việc mà đăng những cái thông tin. Yeah. Đúng về cái chuyện củ rái. Yeah. Cũng như là những cái phương pháp điều trị của anh. Yeah. Thì rất mong là anh tiếp tục dũng cảm đương đầu với sóng gió. Dạ 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 dạ. Đi dự hội nghị triển khai cái thông tin thì xin giới thiệu chú quý vị là đây là một cái vị thầy thuốc. Chủ tịch đồng y huyện, chủ tịch đồng y xã Hòa Lạc. Rồi, xã Hòa Lạc luôn. Dạ, rồi cái chia sẻ về bạc hà núi đó là trước đây có những cái kênh YouTube nó chia sẻ về bạc hà núi đó, là nó nói là thằng dược thuốc tiên ai uống cũng hết, ai dùng cũng khỏi, chỉ có mình thầy Vũ lên tiếng à, là phản ánh có người chết à. Như vậy thì ở địa phương của ông có người chết hay không? Hai người. Rồi uống bạc hà núi là bạc hà núi chết. Uống hà núi xong là chết luôn phải không? Rồi em tôi uống rồi 6 tháng sau nó là mổ luôn, khỏi nó là u sơ u nang uống tiêu, rồi cuối cùng uống rồi thì mổ luôn. Dạ là không có hết. Không có hết, không có gì hết. Dạ, uống rồi còn cho nên là ông có thấy là thầy Vũ phản ánh có đúng không? Bây giờ tôi cũng khuyến cáo với bà con nên thận trọng cái đề uống thuốc, mình cần nên đi lại đến thầy, là một là bác sĩ, hai là những thầy mà có học qua trường lớp đó, sau đó có kinh nghiệm trong cái hành nghề rồi, những cái đánh dược người ta đã biết rồi, mình nên sử dụng theo cái phương pháp của phác đồ của mấy thầy đi, chứ đừng có nghe uống khơi khơi rồi là nó sẽ hại lên sức khỏe của cô bác. Bởi vì sức khỏe của mình là ngàn vàng, mà uống vô thì rất dễ mà lấy ra thì rất khó. Yeah. Tôi thì cũng người thầy thuốc hốt năm nay cũng được 12 năm rồi, nên tôi khuyến cáo cho bà con được trong xã, trong tỉnh mình được biết là đừng có nên xài cái bạc hà núi nữa, nó cũng có tác dụng cao lắm, là nó hại, uống vô nó ngứa ngáy rồi. Có người uống sưng luôn, bữa đó có bà đó uống sưng mỏi lại hỏi tôi lấy gì chị, tôi mới lấy cái cầm thảo tôi nấu cho uống, mới từ từ mới giải độc bà mới hết sưng rồi, có sưng mỏi lên luôn.
Tại vì ở đây mình lên tiếng là cho họ nói là thằng dược thuốc tiên ai uống cũng hết, ai dùng cũng khỏi, mà thực sự là có người không khỏi mình mới lên tiếng. Ở đây đúng, là đúng, cũng tôi uống chết hai ngày rồi. Dạ, cũng có nhiều anh em thầy thuốc khác là người ta cũng biết cái điều này chứ không phải là chỉ mình thầy Vũ Thuốc Nam nghe quý vị. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, kính thưa quý vị ha, giờ mình họp xong mình đã phỏng vấn trực tiếp thầy Thảo, chủ tịch hội y của tỉnh An Giang mình nha, về cái vấn đề cô gái Bạc Hà Núi đã được là thằng thánh hóa thành là bài thằng dược khúc tiên chữa bách bệnh ha. Thì ở đây là trong cái hội nghị thì thầy cũng có nhắc tên mình thầy Vũ ở Nhà Bàn và có kênh YouTube ha. Thì giống như cái anh TH ở Vĩnh Thanh đó, thì anh nói chỉ có một mình thầy Vũ lên tiếng à, bữa nay mấy tức mình quá mấy phỏng vấn chủ tịch Hồng My, coi chủ tịch Hồng My là có cái quan điểm chỉ đạo nói về cái Bạc Hà Núi như thế nào, thì thầy cũng không có cái công văn của thầy là thầy xác nhận là nói nó có cũng có thể dùng làm thuốc nhưng mà phải sao chế đúng phép nha, là do người ta đồn đại thổi phồng nó lên là thằng dược khúc tiên, cho nên là cần thiết là thầy phải ra cái công văn đó để nhắc nhở anh em thầy thuốc là có xài là phải sao chế đúng phép, đúng sử dụng cho đúng bệnh nha, chứ không có trị bá bệnh trị ung thư giống như những cái kênh YouTube họ chia sẻ lan truyền thổi phồng. Và các cái kênh đó nói thì chỉ có một mình thầy thuốc như là mình nói thôi ha, là chỉ có ông thầy Nhà Bàn này nói thôi. Thì bữa nãy mình cũng phỏng vấn một cái ông thầy ở bên cái Hòa Lạc Phú Tân đó, thì ổng cũng khẳng định là dùng của ổng là cũng có người dùng Bạc Hà Núi ha, mà cũng có chết và cũng có bị những cái tác dụng không mong muốn, chứ không có riêng là thầy Vũ ha. Và rất là nhiều thầy thuốc khác ở những cái vùng khác, anh em khác ha, thì cũng có báo cáo rất là nhiều, kể cả mình nói từ cái thủ phủ của nó là cái ở An Hảo núi Cấm ha, tỉnh An Giang, là cái kênh số 1, kênh số 2 đó, kênh TG và kênh đó là CB á, tại đây mình không có tiện nói tên đó, vì nói tên thì sẽ bị YouTube nó kiểm soát cái clip mình ha. Thì họ thổi phồng thành dược thuốc tiên ha, là trị bách bệnh chữa ung thư, nhưng mà vừa qua đó thì với những cái sự cổ xí của họ thì gây ra hay là mang lại những cái hậu quả không mong muốn cho rất là nhiều người bệnh ở nhiều chỗ nhiều nơi, từ đây ra ngoài Hà Nội luôn ha. Thì nhiều người là có bệnh thì đau chân há miệng, thì người ta nghe tới là hiện tại thầy thuốc hay là thuốc điều trị chưa có triệt để, chưa có đem lại cái kết quả là mong muốn, thì họ mới nhầm tin, họ mới là nghe họ quá tin tưởng và họ đeo theo. Thì cái nguy hại là họ đeo theo với cái sự cổ xí là uống á, là không đáp ứng thì cũng phải gán niệm Phật mà uống, chứ không được phép bỏ, mà uống phải đúng công thức là 250g Bạc Hà Núi tươi và 200g lá đu đủ. Lúc trước là sắc chung, sau này là mình lên tiếng phản ánh hai thứ đó uống có người chết thì họ mới tách riêng ra. Thì kết quả là nhiều người ha, là trong những cái kênh họ chia sẻ họ bình luận vô là uống không có mang lại kết quả ha. Mà mình lên tiếng thì họ nói mình nói xấu họ là thành kiến với họ. Lý do họ giải thích vừa rồi là khoảng 7 ngày trước họ giải thích, họ nói mình đó là do họ không vận động là quyên góp cho mình, cho nên là mình nói xấu họ. Thứ hai nữa là họ là lên mạng bôi nhỏ xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình về cái việc làm từ thiện này nọ kia, họ nói tiền bạc này nọ kia các thứ. Thì mình cũng mời họ ra để mà đấu chất xác nhận vấn đề đó là họ bôi nhọ xúc phạm danh dự của mình, là nói không có đúng sự thật. Thì hôm nay chưa thấy họ trả lời, họ chỉ coi, họ theo dõi sát cái kênh của mình, nhưng mà họ chỉ nói vấn đề bây giờ họ đã nói lại giống như mình nói đúng không vậy, là trước đây họ chia sẻ trên những cái kênh lớn, bây giờ là họ muốn xóa dấu vết, họ tạo ra những cái kênh nhỏ. Thì họ tự do họ chia sẻ thì họ chia sẻ lại theo hướng như mình nói đúng không vậy. Mình phân tích họ nói là cái mà họ chia sẻ là do họ thấy người này uống bớt thì uống bớt, chứ họ không khẳng định là hết. Thì họ chỉ chia sẻ là do người bệnh chia sẻ lại thôi, chứ họ không có nói theo kiểu giống như hồi xưa mà thằng dược thuốc tiên phải nấu y bin công thức rồi uống được thì uống, uống được thì tìm thầy thuốc khác. Như vậy là cái kênh TG Bạc Hà Núi kỳ 98 đó là nói như vậy, là nói theo miệng của mình rồi đó. Nói như vậy để làm gì, để chối bỏ những cái trách nhiệm mà mình đã gây ra, trong khi mình không phải là thầy thuốc, mình không có trách nhiệm chữa bệnh, không được pháp luật cho phép cho thuốc vô tội dạ. Như nãy mình cũng có đề cập vấn đề đó với thầy Trần Quang Thảo, là thầy hỏi thầy Trần Quang Thảo cái hành động hành vi của họ như vậy là có đúng cái quy định của ngành y tế, có đúng pháp luật hay không, là thầy cũng khẳng định là nó đã vi phạm pháp luật, phạm pháp. Vừa rồi họ cũng thách mình, họ nói ai uống mà bị chết, bị ảnh hưởng sức khỏe thì cứ gửi đơn thưa họ đi ha.
Thì ở đây Vũ cũng nói chung là phản ánh, họ nói mình chỉ có mình phản ánh thôi. Thì vừa rồi rất là Vũ biết đó là thầy Vũ là thầy thuốc và những anh em thầy thuốc khác thì cũng biết rất là nhiều cái nạn nhân bị ảnh hưởng bởi cái bạc hà núi. Nếu như họ tuyên truyền họ nói là thằng dược thuốc tiên ai uống cũng hết, ai dùng cũng khỏi, mà quý vị uống mà không hết không khỏi, ví dụ như không ảnh hưởng lớn thì thôi bỏ qua cho họ, còn nếu như người thân mình uống mà dẫn đến nguy kịch, dẫn đến mà ảnh hưởng tới tính mạng thì quý vị cứ đến cái khu vực hiện nay là họ vẫn họ chưa dám phát bạc hà núi, nhưng mà họ đang chuẩn bị cái bạc hà núi để phát cho nhiều người khác nữa. Thì mình cứ đến địa phương, cứ đến gặp Vũ, Vũ sẽ cũng sẽ tạo những cái đơn để quý vị gửi đơn để phản ánh với cái địa phương, chính quyền địa phương và hội đồng y, để hội đồng y người ta vào cuộc xác minh làm rõ, rồi sau đó là có thể là có những cái cuộc mà thống kê ở trên tỉnh An Giang ha, trên rồi các cái tỉnh khác xem coi là có bao nhiêu người dùng cái bạc hà núi không có mang lại hiệu quả, ảnh hưởng đến sức khỏe, thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm. Như Vũ nói đó, làm phước mà đúng thì giúp, đúng thì là giúp, còn giúp không đúng thì là hại người ta ha. Thì cái đó là hành vi sai trái, sai quy định của ngành y tế, vi phạm đạo đức là nghiêm trọng, chứ không phải họ lên đây họ chửi là họ nói thầy Vũ Nam lên đây là nói như vậy là vi phạm đạo đức, vi phạm y đức này nọ kia, là nói chung là mình nói ý là nói mình xấu đó. Vậy thì mình chỉ lên tiếng mình phản ánh cái vấn đề bạc hà núi, không phải ai uống cũng hết, ai dùng cũng khỏi ha. Thì muốn dùng là phải do thầy thuốc dùng, bà con phải cẩn thận, phải xài là phải tham khảo ý kiến của thầy thuốc, rồi mình chia sẻ những cái mà nạn nhân người ta uống khối u, một khối u thành hai khối u, hay là uống vô bị chướng cái bụng lên, sình bụng lên, hay là uống bị trúng độc, ngộ độc, đó là mình chia sẻ đúng thực tế. Nếu tôi sẽ chia sẻ sai tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật, tôi nói vu khống hay là tôi bôi nhọ ai là tôi sẽ chịu trách nhiệm, còn những gì tôi nói đúng tôi chứng minh được thì quý vị là không tin mà hay là cố tình, một số người là cố tình vô đây là có những cái bình luận khiếm nhã, bôi nhọ xúc phạm danh dự tôi đó ha, thì những cái người đó thì tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà cái tôi quan tâm tới là cái sức khỏe cộng đồng, sức khỏe của người bệnh, là cái chức trách nhiệm vụ là chăm sóc sức khỏe mà nhà nước và đảng giao phó cho những cái người thầy thuốc được đào tạo bài bản là để chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe của người bệnh ha. Đó là chức trách nhiệm vụ của thầy thuốc, chứ không phải là của những anh YouTube thổi phồng lên để với những cái dụng ý mà riêng của mình. Tôi không biết dụng ý là gì ha, tôi chỉ nói là với những cái ý đồ riêng của mình là như vậy thì không có phải là tốt cho xã hội. Cho nên những cái hành vi nào mà không tốt thì nó phải được là đánh giá, nó phải được là khơi bài ra để chịu trách nhiệm trước pháp luật về những hành vi đó của mình. Còn hiện nay thì quý vị biết là cái nền đông y rồi cái trình độ về cái tay của bác sĩ ở các bệnh viện là nó cũng rất là hiện đại ha. Mình cập nhật nhiều cái trường hợp ung thư bệnh nan y có thể can thiệp sớm ở các cái bệnh viện và cũng có thể là mang lại kết quả là khả quan, kéo dài mạng sống hoặc là có thể chữa lành, chữa khỏi cho người ta. Còn ở đây là họ tuyên truyền thổi phồng nhưng mà thực tế là không có mang lại kết quả như vậy, thì ở đây Vũ lên tiếng ha, là làm cho nó rõ ai nói xấu ai, ai phơi bày ai, vạch trần ai nhé. Thì họ là những cái người tu mang danh làm từ thiện nhưng mà lên trên mạng đưa thông tin sai lệch rồi sau đó quay ngược lại nói xấu mình ha. Thì mình cũng ở đây mình thực sự mà nói mình không có thời gian đâu, vậy vừa đi dạy vừa đi kiếm thuốc, cái thời gian của mình nó rất là bận rộn, không có ở không mà lên mạng này nói hoài. Thì cho nên là bữa nay nói một clip này nữa là cho nên là nó sáng tỏ vấn đề ha, rồi sau này có thể nói với họ là ở một cái cơ quan của nhà nước ha, nói với họ ở một cái tòa án hay là gì đó, mình nếu mà họ bôi nhọ mình là mình sẽ gửi đơn kiện họ ha, là chứ không có phải mà lên mạng này nói tới nói luôn, nói mình kêu họ là muốn gì thì ra mình đấu chấp ha, chứ không có phải lên mạng mà anh tự ý nói anh công kích người ta. Còn vấn đề Vũ nói hôm nay là những cái gì họ nói xấu Vũ là họ đã tự đăng tải rất là nhiều clip, cái anh TV Bạc Hà Núi anh đăng tải đâu là tới trong vòng 1-2 ngày mà đăng tải 4-5 clip nói xấu của mình, lý do thành kiến y rồi dạch mặt kẻ xấu này kia ha, rồi dạch trần sự thật này kia rồi, thì quý vị xem quý vị nghe ha. Mình là không phải là tất cả những người trên cái mạng xã hội, tất cả những người dân đều có cái thiếu cái trí nhận định mà để mà nghe theo họ hết, là họ nói sao là phải là như vậy ha. Thì mình tin rằng là mình làm cái người khách quan thì mình nghe để mình hiểu ha, ai đúng ai sai, cái sự việc đúng sai và cái nên hay không nên. Còn cái bạc hà núi thì ở đây Vũ nhắn gửi như vậy ha, thì mình thấy mình tin được thì mình cứ dùng, còn mà mình thấy là cái sức khỏe, cái mạng sống của mình quan tâm thì mình nên đi đến những thầy thuốc, mình hỏi ý kiến của thầy thuốc rồi bệnh trạng sao, hỏi ý kiến của bác sĩ
thì nó sẽ mang lại cái kết quả mà nó không có ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đó là cái vụ quan tâm. Thì nói nhiều thì nhiều khi là có nhiều người nói nhiều quá nó cũng mất hay ha. Thì ở đây là cái mạng là của mình hay do cái gì lựa chọn ha. Thì thôi Vũ lên tiếng bữa nay là làm rõ cái vấn đề đó ha, để họ nói là có mình Vũ lên tiếng hả, quý vị nghe xem rồi cho cái ý kiến của mình ha. Rồi bây giờ trước khi dứt lời thì cũng kính chúc quý vị sức khỏe, may mắn, an lành, thành công ha. Xin chào quý vị nha. Sử dụng thì mình phải có trách nhiệm và mình phải kiểm chứng được chuyện này nó an toàn. Chuyện này khi mà mình lan truyền ra, bà con nó không có đủ kiến thức chuyên môn như thầy thuốc chúng ta mà họ xài sức khỏe họ tốt hơn thì là được. Thì đó là mình làm, đó là cái nghĩa thật, đó là mình làm lợi cho người và cũng lợi cho mình. Còn nếu mà mình chưa kiểm chứng được độ an toàn của một cái vị thuốc nào đó và vị thuốc đó 50-50 uống đúng thì khỏe, uống không đúng thì đã hại. Như vậy thì mình lan truyền cái đó mình mới được cái lợi cho bản thân mình thôi, nhưng mà người dân, người bệnh của mình chưa chắc được lợi. Ở đây là tôi mới chỉ nói là chưa chắc được lợi thôi, chứ còn mình không dám nói tới là người sử dụng đó đã bị hại. Thành ra mình làm một chuyện có lợi cho mình mà bà con của mình lại không được lợi thì chuyện đó mặc dù mình muốn thiện nó cũng không phải là thiện, đúng không ạ? Cho nên đó là trước tiên thì mình phải làm lợi cho người, lợi cho mình. Có thể là mình không được lợi cũng là rất là tốt, sống lòng Bồ Tát. Nếu mà mình làm lợi cho người mà mình chịu thiệt còn mình không có lợi thì chuyện này thì rất là tốt và rất là quý rồi. Nhưng mà mình cũng được quyền hưởng lợi từ cái việc mà mình làm lợi cho người khác. Vậy thì chúng ta phải tham gia vô việc chấn chỉnh những cái thông tin chưa phù hợp về chuyên môn ở trên mạng xã hội. Mọi người đều góp một tiếng nói, một mình lĩnh hội, một mình anh Vũ thì vẫn chưa có đủ để góp gió thành bão. Mà tôi nghĩ ở đây là ở trên khán phòng này cũng như giống như là hội viên hội viên tỉnh chúng ta đều đủ năng lực để mà phản bác lại những cái thông tin chưa được kiểm chứng đó. Chứ không cần phải tới tỉnh hội, không cần phải tới thường trực hội viên ở huyện, thị, thành phố, mà bất kỳ là thuốc nào mình có trách nhiệm thì mình đều phản bác được hết. Vì vậy là rất là khuyến khích, rất là mong là ở huyện chúng ta tạo được một cái trang Zalo của đơn vị giống như trang Zalo OA của tỉnh hội để mình lan truyền những cái tiếng thông. Rất là mong là quý đại chúng ở đây làm để tạo ra được những kênh YouTube, điều tạo được những kênh TikTok để mình lan truyền những tin hữu ích. Còn là nếu mình chưa đủ mình tạo được những thông tin những cái kênh đó thì ít nhất thì cái tài khoản Zalo của chúng ta mình cũng chia sẻ được những cái thông tin mà có lợi cho việc phát triển đông y của mình. Mình những gọi là người ta gọi là tuyên truyền những thông tin mà hữu ích, thông tin tốt đẹp. Thường thường thì bà con mình là hay ứng đến những cái việc mà làm xấu, làm chưa tốt của một số người. Nhưng mà mình thấy rõ ràng trong sau này bên cạnh đó rất là nhiều cái tấm gương rất là hay. Như giờ tối thôi tôi ngồi uống cà phê với mấy anh cột chèo của tôi cũng chia sẻ cho mọi người nghe đây, thì uống cà phê vậy có cô bán cái số đó của đi lại bên kia là một bạn nhậu. Mấy anh nhậu ấy nói hôm nay làm được nhiêu tiền nha, mà chắc không có mời không mua số cô được, mà hôm nay thì mời cô một ít thịt lộn. Cái đó là một lần tốt, nghĩa là người ta không ủng hộ được cái này thì ủng hộ được cái khác. Và chuyện này trong giới của mình thì nhiều lắm, rất là nhiều thầy thuốc hỗ trợ cho bà con rất là nhiều, nhưng mà mình chưa có lan truyền được chuyện này để cho giữ gương tốt đó nó phổ biến trên mạng xã hội, thay vì những cái việc mà chúng ta thấy như là chuyện xấu, chuyện này, chuyện được thích, chuyện cúp giật, chuyện giết người họ. Thì chuyện này mình lan truyền được và mình nên lan truyền, tôi nghĩ là chúng ta lan truyền được.
và đó là cái mong muốn của thường trực tỉnh hội để tiếp tục mà xây dựng được những cái gương người tốt, những cái gương tập thể tốt trong phát triển nông nghiệp. Và một cái vấn đề thứ ba nữa là cũng đề nghị quý thường trực hội nông nghiệp thành viên chúng ta về mình xem lại, mình bắt đầu mình thực hiện cái thông tin là văn phòng điện tử. Và sang năm 2024 thì tỉnh hội chúng ta sẽ thống nhất đưa cái nội dung này vào trong cái tiêu chí mình khác đi luôn của đối với hội đồng y cấp huyện triển khai một này, và cũng thông tin đến mọi người để mọi người chúng ta có cái chuẩn bị công việc để mình có cách mình theo dõi. Và giống như là mình vừa nói thì cái triển khai luật cho mình chỉ định 2023 sắp tới chúng ta sẽ làm được. À quên, trong vấn đề mà chỉ ký số thì nếu mà các anh chị ở hội thành viên mà chưa có dấu, chưa có USB chỉ ký số thì khi mình gửi báo cáo về hệ thống hồng điện tử thì mình vẫn có thể gửi file Word và mình để dưới là đăng ký